Mình chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, bữa nay mình mới mượn cái tay lưới này, mình mượn tay lưới cá lồng tông các bạn. Mình đi ra hè mình giăng cá lồng tông, chiều về mình kho khô mình ăn cơm các bạn ơi. Đây mượn tay lưới mà tay lưới không được nguyên nữa nha các bạn nè. Tay lưới nè. Nó gắt banh chành hết rồi. Mà cái khúc này nó còn nguyên nha. Thôi ít tay lưới đẹp gái vậy. Mình đang sửa mấy cái diện lại các bạn ơi. Nó đứt cái khúc này rồi. Đứt khúc cũng dài lắm. Thôi vậy mình đi giăng nha các bạn. Tới đây hết rồi các bạn ơi. Mình để đây đi, hồi cái mình cuốn vô luôn nha. Thì mình giăng kiếm cá mình về khô khô ăn chắc chiều nha các bạn. Rồi mới để đâm nè các bạn. Đây mình dở lên thăm cho coi nha. Đó, mới để đâm nha các bạn nè. Nha, mới đây dính này nè. Và chắc kiếm mới dính nữa nè các bạn ơi. Giấc này trời nắng các bạn, nó cũng hơi chá nha các bạn. Rồi mình mới bữa mà đâm dính nhóc trơn các bạn kìa, kệ giật phao nắng kìa nè, nhóc hết trơn nha các bạn. Chắc mình tay lưới này cũng mười mấy mét, chắc mình cũng kiếm đủ ăn được nha. Đó, mình bữa theo đường mương này nè, dài lại đây luôn nha các bạn. Chiều về mình khô khô với tép mỡ các bạn ơi. Các bạn, cái khúc ở đầu á mà mình đứng ở đây mà mình vịn nó cũng dính nữa nè các bạn nè. Thấy không? Mình để cho nó lâu lâu một hồi nha, mình gỡ hai con ngày trước đi. Cái này chắc hồi vũ các bạn ơi, chứ mình gỡ tay gỡ không được đâu. Ở đây quá êm. Vậy là mình có một buổi ăn cá lồng tông khô khô đó các bạn ơi. Cá dính rồi các bạn ơi, coi nè. Ôi giời, tội dính rồi nè các bạn. Ôi dồi, kìa, nhóc chân kìa. Nè nè các bạn. Ôi dồi, thổi dính kìa, thôi. Ông này sao mà gỡ. Quá khứ rồi. Nãy giờ anh bữa có chút xíu đó các bạn, mình không có để lâu á. Cá này vừa ăn nha các bạn, cá này khô khô ngon lắm nha. Khô khô mà mình để cái tép mỡ vô á, ăn là bá cháy luôn đó các bạn. Rồi gửi cái thao này cho hoài. Rồi cá này bự. Cá bay chầu dính nhóc chứ nè. Kệ thao vô mình vũ luôn. Ôi, vũ không được bạn ơi. Vũ rớt ra ngoài trơn. Thôi mình cuốn đi. Mình cuốn lên bờ vũ luôn. Ôi vũ tội dính nè, cái nè. Ôi. Nè các bạn. Hết biết rồi. Quá đã nha. Mình cuốn vô luôn nha các bạn. Rồi lên bờ vũ. Dính các bạn ơi.
nên mình quay phần vỏ cho các bạn xem nha. Nói chung thì cũng đủ khô khô nha các bạn, mình văng thêm cái nữa nha. Vũ khó dữ à. Các bạn ơi, nãy giờ mình văng được đủ ăn nha các bạn, cũng được mớ đủ mình ăn thôi, mình vô nha các bạn. Nó cũng mấy con dính đầu tiên nó cũng nó muốn sình sình nè. Hồi mình vô chổng mình mằng, mình khô khô mình ăn cơm với mình nha các bạn. Thôi vậy mình đi vô các bạn ơi. Thì đây các bạn ơi, nãy giờ mình bắt được mớ cá này nè các bạn. Đây mình bắt được nhiều cá nè các bạn, giăng lưới được nhiều cá nè. Dưới đây thì mình có cái thịt ở nhà mình đó các bạn, mình bầm ra rồi nha. Này chỉ là mình để hành vô thôi, còn mình ướp gia vị nữa nha. Thì thịt này mình hồi mình dò viên mình nấu với cái thau cải này nha các bạn. Thôi mình ướp gia vị cá mình kho ăn các bạn ơi. Này mình để bột ngọt, đây cũng dặn bột ngọt luôn. Mình để đường nha. Các bạn nhỏ quá không có chỗ để. Cá thì mình không để hạt nêm nha các bạn, mình để hạt nêm ở bên thịt này nha. Cái này thì mình để tiêu vô cái tô thịt. Sau đó thì mình dặn thêm miếng nước mắm. Bên đây thì mình để nước mắm vô mình kho. Rồi cái này mình để cho nó thấm hồi cái mình lên mình kho nha các bạn. Thì tôi thịt đen hồi mình trộn lên mình quết nó cho nó dai, cho nó dẻ, cho dính vô á. Hôm lên mình kho các bạn ơi. Chắc này mình khử mình kho nha các bạn. Đây thì cái chảo này mình kho, cái nồi bên đây thì mình nấu canh nha. Đây nè các bạn, cái chén tép mỡ của mình đây nha, hồi mình để vô cá. Cái bếp mình hơi nhỏ quá các bạn ơi. Cái này với phần cái mương các bạn, cái tay lưới nó, cái tay lưới nó gắt hết rồi, bởi vì mình giăng cá nó dính không có nhiều các bạn ơi. Đây cái dĩa thịt mình mới dò viên xong rồi nha các bạn, nước này sôi thì mình để vô nha. Quay đây mình làm cơm ăn giấc chiều các bạn ơi. Đây thì mình nó khô mình để hành vô nha các bạn, chơi bóp tay luôn. Đây mình gắt cắt mỡ lên các bạn ơi. Quá khứ cái chảo cá khô khô rồi.
mình mời tất cả ăn cơm với mình nghe Con chào cô cả chú anh nhà. chị. Đây thì cái tô thịt bằm của mình, canh thịt bằm đây cả nhà, với cái chảo cá kho tép mỡ huyền thoại. Đó. Thì bữa nay thì mình ăn cơm chiều nha, rồi mình mời cả nhà ăn cơm mình nghe. Mình làm thử miếng cá kho tép mỡ này. Quá ngon luôn cả Cô nhà. chú anh chị Thịt bằm, thịt bằm nước canh. Bà nấu canh. Cái con cá lòng tông đó các bạn. Mình kho với tép mỡ nó hòa chung với nhau, nó ăn nó có độ béo béo nha. Giờ với mình kèm theo miếng tép mỡ ăn thơm lắm. Như phần cái video này các bạn, mình đi bắt cá rồi chứ về mình làm đồ ăn luôn á, nó hơi dài. Tầm dài đúng không? Chảo vô quá ngon bạn. Thơm rất mã ngon không? Thịt bằm vừa ăn quá, chọn vô vừa ăn. Rất mỡ ngon. Chất mỡ nó cứng cứng ngon ngon. Cái video này á các bạn, coi ăn đi con. Cái video này á nó hơi dài á. Thôi video đến đây cha con ốc miền Tây cũng kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy có yêu mến cha con ốc miền Tây thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Tại vì cái video này mình làm hơi dài quá. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.